Bé gái nhảy bổ vào đầu xe taxi, tài xế được camera minh oan. Tim Viewer trẻ hóa da mặt, cô gái bị hoại tử vùng má. Nghi án đặc biệt nghiêm trọng ở Cà Mau, ba người trong gia đình tử vong bốc mùi hôi thối. Người tham gia cứu 12 người trong vụ cháy chung cư mini giành giải thưởng tình nguyện quốc gia. Bé gái nhảy bổ vào đầu xe taxi, tài xế được camera an ninh minh oan. Đoạn clip được trích xuất từ camera gần đó cho thấy, chiếc taxi đang di chuyển chậm trên đường thì một bé gái từ bên trong lề đường chạy ra, xông thẳng vào đầu taxi. Bé gái bị tông văng khoảng 1 mét, do xe đi chậm nên bé gái ngoài chấn thương và hoảng loạn ra thì không ảnh hưởng đến tính mạng. Người cha bé gái từ bên kia đường nghe tiếng con khóc thì chạy lại ôm lấy con, có phần muốn nổi nóng với tài xế những người chứng kiến cho biết bé gái vì thấy cha bên kia đường muốn chạy sang với cha nhưng do còn quá nhỏ nên em chưa ý thức được nguy hiểm rất nhiều ý kiến được người xem để lại sau khi xem qua đoạn clip phần lớn chỉ trích gia đình thiếu trách nhiệm không trông chừng con nhỏ cẩn thận số khác thở phào nhẹ nhõm vì vụ việc dẫn đến hậu quả không quá nghiêm trọng đây xem như là lời cảnh tỉnh cho các gia đình một vài ý kiến khác không trách lại camera thì oan này không biết kêu sao trong con như thế này có ngày hối hận không kịp đâu May mà xe đi chậm, không thể khổ ông taxi, khổ luôn đứa bé. Xe Mercedes tông đổ tường nhà cổ tại Hà Nội, nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn. Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết đang điều tra vụ tai nạn giao thông xảy ra lúc dạng sáng ngày 4 tháng 12 trên phố Hàng Bạc. Thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ 30 cùng ngày, chị Linh, sinh năm 2003, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội, điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Mercedes lưu thông trên phố Hàng Bạc Hướng từ Mã Tây đến Tại Hiện, khi đến trước cửa nhà số 47 Hàng Bạc thì bị mất lái đâm vào mạn trái nhà số 47 Hàng Bạc, khiến ngôi nhà bị sập một phần tường bao. Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, đội cảnh sát giao thông trật tự cùng đội điều tra tổng hợp Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp với Công an phường Hàng Bạc phong tỏa hiện trường, tiến hành điều tra. Bước đầu vụ việc không có thiệt hại về người, thiệt hại tài sản đang xác minh. Qua đo nồng độ cồn đã xác định nữ tài xế Linh vi phạm ở mức độ 2 vượt quá 0,25 mg đến 0,4 mg trên 1 lít khí thở. Đáng chú ý, số nhà 47 hàng bạc là một trong những ngôi nhà cổ nhất Hà Nội hiện còn sót lại. Hiện tại, tư liệu tin cậy về ngôi nhà là bức ảnh mà một cô gái Pháp đưa sang Hà Nội năm 2001, mà sau đều chụp năm 1883 và chắc chắn ngôi nhà phải có trước mốc thời điểm trên. Đặc trưng ngôi nhà phong kiến có lối đi ở giữa, mặt tiến nhô cao cả phố Hàng Bạc duy nhất có số nhà 47 là lưu giữ lại kiến trúc trên. Hình ảnh ngôi nhà 47 Hàng Bạc đã được báo chí trong và ngoài nước lưu giữ lại như một nét kiến trúc tiêu biểu phố cổ. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Hòa Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vẫn đang trong quá trình xem xét, xử lý vụ việc bé trai 4 tuổi bị bỏ rơi giữa đường. Theo đó, trước thông tin bé bị bỏ rơi, hai vợ chồng tạm trú phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột, Đến xã xưng là bố mẹ nuôi cháu bé từ nhỏ. Vợ chồng này thừa nhận cách đây khoảng 4 năm đã nhặt được bé trai mới vài ngày tuổi bị bỏ rơi ngoài đường. Gần bến xe phía bắc Đắk Lắc và đem về nuôi dưỡng nhưng không làm thủ tục khai sinh cho bé. Cặp vợ chồng cho rằng do không am hiểu pháp luật nên không làm giấy khai sinh. Đến nay khi bé lớn, nghe lời người khác bày nên tìm cách bỏ bé giữa đường. Mục đích chờ sau 7 ngày không ai đến nhận, chính quyền địa phương làm giấy tờ cho bé đầy đủ thì mới đến, xin lại. Mới đây, đôi vợ chồng đã cung cấp một số giấy xác nhận có chữ ký của lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, xác nhận vợ chồng này có nuôi một cháu bé bị bỏ rơi năm 2019 và sinh sống tại đây. Do đó, xã Hòa Xuân đang xác minh trả soát thêm. Trong khi đó, suốt 2 tháng qua, kể từ khi thời điểm phát hiện cháu bé bị bỏ rơi ngoài đường đến nay, chị Linh chủ tịch Hội phụ nữ xã Hòa Xuân nhận nuôi dưỡng chăm sóc và đã làm thủ tục được nhận nuôi cháu bé này. Sống với bé suốt 2 tháng qua, tôi đã rất yêu thương và nảy sinh tình cảm với con trai, bé cũng gọi tôi là mẹ và tôi đã cho bé đến trường đi học. Tôi đã nộp các thủ tục để được nhận nuôi và mong chính quyền sớm giải quyết. Nếu đôi vợ chồng kia có đầy đủ giấy tờ chứng minh đã nuôi bé, tôi sẽ giao bé lại cho họ nuôi, còn nếu giấy tờ không rõ ràng, tôi sẽ không giao lại. Chị Linh chia sẻ. Theo lãnh đạo xã Hòa Xuân, đây là vụ việc chưa có tiền lệ, xã cần xem xét thật kỹ nhiều yếu tố mới có hướng xử lý cuối cùng nguồn tiền 1.000 tỷ ông Nguyễn Cao Chí khắc phục ở vụ Vạn Thịnh Phát. Trong vụ án Vạn Thịnh Phát, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố bị can Nguyễn Cao Chí, chủ tịch tập đoàn Capella về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản liên quan đến khoản tiền 1.000 tỷ đồng nhận của bà Trương Mỹ Lan trong quá trình hợp tác làm ăn. Theo cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, bị can Chí đã nhiều lần nhận tiền của bà Lan để đầu tư dự án, mua cổ phần với tổng số tiền 1.000 tỷ đồng bị can đã ký hợp đồng chuyển nhượng 10% vốn điều lệ công ty Văn Lang để giao cho bà Lan. Cơ quan điều tra cho rằng, sau khi bị can Trương Mỹ Lan bị bắt, ông Chí đã lập, ký các thủ tục thanh lý hợp đồng chuyển nhượng công ty Văn Lang khống, hợp thức ghi lùi ngày tháng 5 để chiếm đoạt số tiền 1.000 tỷ đồng. Đến khi làm việc với cơ quan điều tra, ông Chí vẫn tiếp tục khẳng định không có quan hệ kinh tế, nhận tiền của bà Lan và cho rằng bà này vu khống, bôi nhọ mình. Với các tài liệu, lời khai của bà Lan cùng những người liên quan, cơ quan cảnh sát điều tra xác định bị can Nguyễn Cao Chí đã chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng trên. Cũng trong quá trình điều tra, ông Trí đã khai nhận hành vi và có đơn đề nghị nộp tiền khắc phục. Gia đình ông Trí tự nguyện nộp vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra, tổng cộng hơn 1 một tỷ đồng. Theo cơ quan công an, tiền thu giữ khi khám xét người, nơi làm việc của ông Trí, tổng số hơn 93,9 tỷ đồng tiền mặt, trong đó hơn 3,3 triệu đô la Mỹ và hơn 16,7 tỷ đồng gia đình ông Chí nộp khắc phục số tiền hơn 640,7 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra. Ngoài ra, 7 bất động sản do vợ chồng ông Chí đứng tên, cơ quan điều tra xác định có giá trị hơn 266,2 tỷ đồng. Cô gái xưng luật sư hành hung người khác là Hoa Khôi Đại học Kinh tế Tài chính thành phố Hồ Chí Minh. Liên quan đến clip một cô gái xưng tao làm luật sư và người đàn ông hành hung dã man cô gái ở cửa thang máy chung cư tại phường 25 quận Bình Thạnh, Trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận đây là sinh viên của trường. Nguồn tin từ UEF cho biết, ngay sau khi clip lan truyền trên mạng xã hội, trường đã gọi điện cho nữ sinh viên Quỳnh và được sinh viên này xác nhận đúng mình là người trong clip. Nữ sinh viên học khóa 2018 ngành Luật Kinh tế. Hiện nữ sinh viên này đang làm thủ tục tốt nghiệp, Quỳnh từng đăng quang cuộc thi Hoa khôi sinh viên UEF năm 2019. Cũng liên quan đến hành vi hành hung người của nữ sinh viên này đại diện UEF cho biết, trường chờ kết quả xử lý của cơ quan chức năng. Tùy vào kết luận vụ việc của cơ quan chức năng, trường sẽ có biện pháp xử lý phù hợp với các quy định hiện hành. Người này cũng cho biết, trong suốt các năm học đại học, Quỳnh là người hiền lành, không thị phi, được biết cơ quan chức năng hiện đang làm việc với các bên liên quan đến nội dung clip này. Trước đó, ngày 3 tháng 12, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường 25 quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang làm rõ một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một đôi nam nữ tấn công dã man cô gái trước cửa thang máy chung cư trên địa bàn. Trong clip này, người đàn ông và cô gái ngồi tại sảnh chung cư. Khi thấy hai người phụ nữ bước ra từ thang máy, đôi nam nữ lao vào hành hung. Trong lúc hành hung, người phụ nữ nói, mày có biết tao làm luật sư không? Tao cho mày lên đường bây giờ. Cái chết tức tử của nữ chủ quán cà phê sau khi vui vẻ với khách theo hồ sơ vụ án, người dân sinh sống tại khu vực cầu Mồng Gà, ấp 2, xã Long An, huyện Cần Duộc, tỉnh Long An, khi đi ngang qua quán cà phê thấy vắng lặng, không có khách như thường ngày. Thấy bất thường, một số người đã vào trong quán và tá hỏa phát hiện chị Dung, 41 tuổi, quê tỉnh Cà Mau, chủ quán cà phê nằm chết trên nền nhà với nhiều vết thương. Thông tin nhanh chóng được trình báo cho cơ quan chức năng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra nhanh chóng xác định Trương Công Minh, 39 tuổi, ngụ xã Phước Lâm, huyện Cần Duộc, tỉnh Long An là nghi phạm. Công an tỉnh Long An phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự C02, Bộ Công an bắt giữ đối tượng Minh khi hắn vừa điều khiển xe về đến ấp Hòa Thành, xã Ngọc Định, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Đối tượng Minh bị di lý về Công an tỉnh Long An để phục vụ điều tra. Tại cơ quan điều tra, Minh khai mình là tài xế xe đường dài, do nhiều lần đến quán cà phê của chị Dung tại xã Long An, huyện Cần Duột, nên Minh quen biết và để ý chị, thường mang theo nhiều đồ trang sức bằng vàng có giá trị. Minh đón xe từ thành phố Hồ Chí Minh đến huyện Cần Đước, rồi ghé chợ mua một con dao nhọn và một cuộn băng keo, nhằm mục đích dùng băng keo cột tay, bịt miệng và dùng dao đâm chị Dung để cướp tài sản. Để tránh bị phát hiện, Minh bắt xe ôm đến cầu Mồng Gà, xã Long An, huyện Cần Duột, rồi một mình đi bộ lại quán cà phê của chị Dung. Tại đây Minh thỏa thuận mua dâm chị Dung với giá 600.000 đồng và được chị Dung đồng ý. Sau khi vui vẻ, Minh trả 300.000 đồng và nợ lại 300.000 đồng. Không đồng ý cho Minh nợ nên chị Dung chửi. Khi chị Dung đang quay ra hướng cửa sắt phía trước nhà thì Minh tiếp tục lấy con dao đâm từ phía sau khiến chị Dung nằm gục tại chỗ. Gây án xong, Minh giật sợi dây chuyền trên cổ chị Dung, rồi đi vào sau nhà, lục tủ lấy túi sách chứa nhiều trang sức và tiền mặt bỏ trốn. Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ hình phạt theo quy định của pháp luật, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trương Công Minh án tử hình về tội giết người. 10 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hình phạt mà bị cáo Minh phải chấp hành là án tử hình. Tiêm filler trẻ hóa da mặt, cô gái trẻ bị hoại tử vùng má Thông tin từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, Trung tâm Phẫu thuật Sọ mặt và Tạo hình của bệnh viện vừa tiếp nhận nữ bệnh nhân 26 tuổi ở Bạc Liêu bị áp xe má sau khi tiêm filler thường xuyên để trẻ hóa khuôn mặt. Theo lời kể của bệnh nhân, cô làm việc tại Quảng Ninh và nghiện tiêm filler để căng bóng da mặt. Cô tìm đến spa để tiêm chất này vào má, cứ 6 tháng đến 1 năm cô đi dặm lại một lần. Lần này cô chỉ tiêm một cc filler vào má trái, Vài ngày sau, một bên má xuất hiện đau nhất, sưng to. Chịu đựng đau đớn đến ngày thứ 10, cô gái mới đến bệnh viện 108 thăm khám. Tại trung tâm phẫu thuật sọ mặt và tạo hình, các bác sĩ đã phẫu thuật chích trạch áp xe, khâu đóng và hỗ trợ tâm lý cho người bệnh. Do tổ chức mở một bên má bị hoại tử, ngoài nạo mũ ở vùng áp xe, bác sĩ còn nạo sang cả tổ chức da lành, vẫn có một ít dịch filler chảy ra. Hiện tại một bên má của người bệnh không thể trở về bình thường, bị lõm, phải đợi từ 6 đến 12 tháng mới có thể ghép mở tự thân để giải quyết vùng lõm ở má. Theo thạc sĩ Lưu Phương Lan, Trung tâm Phẫu thuật Sọ Mặt và Tạo hình khuyến cáo, trước khi tiêm khách hàng cần được biết rõ về hiệu quả, tác dụng mong muốn, độ bền cũng như rủi ro tiềm ẩn để không lạm dụng tiêm các chất làm đầy. Tài xế tố đậu ô tô ngoài khu vực thu phí ở Cần Thơ bị tháo biển số Ngày 4 tháng 12, anh Phạm Minh, Ngụ thành phố Hồ Chí Minh cho biết tối ngày 27 tháng 11 anh đậu xe ô tô bán tải trên đường Nguyễn An Ninh quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, đến sáng hôm sau phát hiện biển số xe bị tháo, bánh xe bị xì hết hơi, còn vòi xe bị bơm keo silicon vào. Theo anh Minh, khu vực anh đậu xe không nằm trong phạm vi thu phí trên đường Nguyễn An Ninh và cũng không có biển cấm đậu của cơ quan chức năng. Có thể những người thầu thu phí trông giữ xe đã chơi xấu, vì tôi không đậu xe ở khu vực có kẻ ô cạnh đó để họ thu phí. Ngoài ra họ thu phí vô tội vạ, muốn thu bao nhiêu thì thu, nhất là đối với khách du lịch, nếu mình biết thì họ mới đưa biên lai like và thu phí đúng quy định." Anh Minh bức xúc. Ông Phan Thanh Điền trưởng phòng quản lý đô thị quận Ninh Kiều cho biết, trên địa bàn quận có 4 tuyến đường thực hiện thu phí trông giữ ô tô dưới lòng đường, gồm đường Nguyễn An Ninh, Châu Văn Liêm, Võ Văn Tần và Nguyễn Thái Học. Các tuyến đường được thu phí và mức thu phí giữ xe ô tô được thực hiện theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố. Cụ thể, ô tô dưới 12 chỗ Xe tải có tải trọng từ 2,5 tấn trở xuống thu 10.000 đồng trên lượt ban ngày và 20.000 đồng trên lượt ban đêm. Ô tô trên 12 chỗ, xe tải có tải trọng trên 2,5 tấn thu 20.000 đồng trên lượt ban ngày, 30.000 đồng trên lượt ban đêm. Ông Âu Huỳnh Nguyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường Tân An cho biết, có hai đơn vị thực hiện thu phí trông giữ xe ô tô trên 4 tuyến đường thuộc địa bàn Phường. Tất cả đều thực hiện theo các quy định của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Trước phản ánh của anh Minh, Ông Nguyên cho biết khách ở khách sạn trên đường Điện Biên Phủ, nhưng đậu xe trên vỉa hè đường Nguyễn An Ninh, gần trụ sở công an phường Tân An cũ, không có gắn camera. Do đó công an khu vực trích xuất camera nhà người dân gần đó nhưng camera bị hư, không có clip nên chưa xử lý được, nhưng sẽ cho chấn chỉnh khi có phản ánh, ông Nguyên nói. Nghi án đặc biệt nghiêm trọng ở Cà Mau, ba người trong gia đình tử vong bốc mùi hôi thối. Sáng ngày 4 tháng 12, người dân ở ấp Trần Độ, xã Thành Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, phát hiện mùi hôi thối phát ra từ nhà ông Sơn nên đến kiểm tra. Phát hiện vợ chồng ông Sơn cùng con gái đang mang song thai đã tử vong. Thông tin được trình báo cho ngành chức năng địa phương, công an tỉnh Cà Mau đang phong tỏa hiện trường điều tra nghi án đặc biệt nghiêm trọng này. Thông tin ban đầu từ người dân địa phương, mấy ngày qua họ không thấy gia đình ông Sơn ra ngoài, sáng nay thấy mùi hôi phát ra từ căn nhà, nghi ngờ có việc không lành, khi mọi người kéo đến kiểm tra thì mới phát hiện vụ việc. Hàng xóm của nạn nhân cho biết, vài ngày trước còn thấy con rể của ông Sơn xuất hiện tại địa phương, người con rể còn mời một vài người đến nhậu. Tại hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng không phát hiện người con rể này. Người tham gia cứu 12 người trong vụ cháy chung cư mini giành giải thưởng tình nguyện quốc gia. Tối ngày 3 tháng 12 tại thành phố Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn trao giải tình nguyện quốc gia năm 2023 cho 10 gương cá nhân, 10 tập thể tình nguyện được chọn từ 303 hồ sơ đề cử, ứng cử gửi về. Họ là những cá nhân tập thể tiêu biểu cho lòng nhân ái, những trái tim tình nguyện, khát khao, lan tỏa yêu thương, cống hiến cho sự phát triển của đất nước, cộng đồng, có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong hoạt động tình nguyện vì sự phát triển của đất nước và cộng đồng trong năm 2023. Trong số 10 gương mặt tình nguyện quốc gia năm nay, có anh Phạm Quốc Việt, đội trưởng đội hỗ trợ sơ cứu FAS Angel. Hồi tháng 9, anh Việt cùng đội viên tham gia cứu hộ 12 người trong vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ, thành phố Hà Nội. Năm 2023, đội tình nguyện hỗ trợ cứu thương cho gần 3.000 nạn nhân, mở trạm cứu hộ, cung cấp dịch vụ sửa xe, cứu hộ xe tai nạn. Anh Việt cho biết rất vinh dự khi là cá nhân được đề cử và được trao thưởng tình nguyện quốc gia năm nay. Theo anh Việt, đội hỗ trợ sơ cứu FAS Andro được thành lập từ năm 2019 với tình nguyện viên gồm bất cứ ai, ngành nghề nào cũng có thể tham gia. Đội viên hỗ trợ sơ cứu phải trải qua 3 tháng huấn luyện chuyên sâu, đặc biệt phải học nắm bắt khả năng xử lý tình huống cơ bản nhất. Đến thời điểm hiện tại, đội có 150 tình nguyện viên, trong đó có 50 đội viên nồng cốt, có 12 điểm trực tại Hà Nội. Ngoài ra có một số điểm khác như Nam Định, Thái Bình, Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang, anh Việt chia sẻ. Mòn mỏi chờ nhà thống Metro, thảo dỡ rào chắn trên đường Trần Hưng Đạo. Quá trình rào chắn mặt đường thi công ga ngầm S12, Metro nhồn, ga Hà Nội, ra rằng từ năm này qua năm khác, dài vào người dân sống xung quanh công trường. Tháng 6 năm 2019, Hàng rào tôn rộng 15,7m, dài 217m từ phố Trần Hưng Đạo đến Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm, được dựng lên để phục vụ thi công giai đoạn 1 ga ngầm S12 của tuyến đường sắt đô thị Nhồn, ga Hà Nội. Thời gian rào chắn giai đoạn 1 dự kiến 15 tháng. Tuy nhiên, ghi nhận ngày 3 tháng 12 năm 2023 cho thấy, sau hơn 4 năm thi công, hạng mục dự án đang trong quá trình hoàn thiện. Hàng rào chắn vẫn án ngữ một đoạn đường Trần Hưng Đạo, chưa được tháo dỡ như lịch hẹn. Hồi tháng 8 năm 2022, đơn vị thi công tiếp tục dựng rào chắn cố định trên đường Trần Hưng Đạo, đoạn từ Lê Duẩn đến Trần Bình Trọng, với chiều dài rào chắn là 130m, rộng 29m để phục vụ thi công giai đoạn 2 ga ngầm này. Tiến độ thi công dự kiến 17 tháng. Từ ngày hàng rào chắn dựng lên, khiến tình hình kinh doanh ế ẩm, nhiều nhãn hiệu trên tuyến phố này đã phải bỏ cùa chạy lấy người vì quà vang khách. Cách 50m, công ty bảo hiểm tiệm làm tóc cũng thông báo tương tự. Ông Nguyễn Văn Ngọc, 56 tuổi, nói: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, ga ngầm S12 và gara là hai hạng mục sát nhau nằm trên phố Trần Hưng Đạo, bắt đầu thi công từ tháng 9 năm 2019 và hoàn thành vào tháng 12 năm 2017. Ga S12 dự kiến thi công xong phần kết cấu xây dựng vào tháng 12 năm 2026, hoàn trả đường vào tháng 1 năm 2027. Gara thi công xong phần kết cấu xây dựng vào tháng 2 năm 2017 hoàn trả đường vào tháng 3 năm 2027. Bản tin xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức thú vị mỗi ngày.